Chung sức cùng cấp ủy chính quyền đảm bảo an sinh xã hội, năm 2023 vừa qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã huy động được trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo làm nhà ở. Trong đó, ngôi nhà hạnh phúc là mô hình mới được Hội Phụ nữ huyện Văn Bàn triển khai nhằm mang đến những mái ấm hạnh phúc cùng chia sẻ với những phụ nữ nghèo tại địa phương. Chồng đau yếu, bố mẹ già mang trọng bệnh, mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai chị Vi Thị Quỳnh. Nhà rột nát, xuống cấp. Tháng 9 năm 2023, nhờ sự kết nối của Hội Phụ nữ huyện, gia đình chị Quỳnh được Quỹ Cộng đồng WCO hỗ trợ 35 triệu đồng. Phụ nữ địa phương hỗ trợ thêm kinh phí, ngày công lao động. Ngôi nhà hạnh phúc, ấm cúng, khang trang đã hoàn thiện. Em thấy là rất vui và cũng hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người, các đoàn thể và các hội phụ nữ đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình em. Vận động là các chị em ủng hộ của hội viên Vi Thị Quỳnh là mỗi hội viên là từ 5.000 đồng trở lên. Các hội viên đã ủng hộ được là tổng số tiền là lên đến là 10.300.000 đồng, và riêng thôn này là được 6 triệu. Đơn thân nuôi hai cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống quẩn quanh trong đói nghèo. Thế nhưng gia đình bà Triệu Thị Sòi đã bớt khó khăn hơn khi có nhà kiên cố để ở. Ngôi nhà hạnh phúc của bà Sòi cũng được hoàn thiện từ 30 triệu đồng hỗ trợ của Hội Phụ nữ huyện và ủng hộ của anh em bà con lối xóm. Ban đầu thì cũng lo lắm, chưa có nhà thì nhà rột là không biết làm thế nào. Bây giờ cũng tạm ổn rồi, chị lo chẳng đấy. Với mức hỗ trợ từ 25 đến 35 triệu đồng trên một hộ, năm 2023 vừa qua đã có 4 ngôi nhà hạnh phúc của Văn Bàn được hỗ trợ xây dựng từ chương trình mang nhiều ý nghĩa này. Cùng với đó, nhiều vật dụng cần thiết như bàn ghế, tivi, chăn đệm cũng đã được trao tặng. Nỗ lực này không chỉ giúp cho gia đình hội viên nghèo ổn định cuộc sống, mà còn tạo động lực, niềm tin để chị em vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Mong muốn là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đấy được ở trong cái ngôi nhà hạnh phúc này thì sẽ giảm bớt được những cái khó khăn, những cái lo lắng và yên tâm để lao động sản xuất và phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm hạnh phúc hơn. Không chỉ giúp an cư, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ tiền mặt, cây con giống, phát triển sản xuất. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ Văn Bản, chung sức cùng địa phương giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.